Cả nhà ơi, sách một tay cầm máy quay phim, một tay sách. Nó nặng quá. Rồi để bình dương. Ôi dạ. Rồi, dọn hết rồi đó cả nhà. Ở Việt Nam muốn mua đồ rẻ là canh chợ gần tan á, lại là mua mão hết á, bán rẻ lắm cả nhà nha. Đó, có đường vô đó. Được. Bữa nay đi chợ Hòa Bình, quận 5. Người đẹp nè. Bữa nay người đẹp Bình Dương rủ đi chợ Hòa Bình, quận 5 nè cả nhà. Đó là Farm Market. Riverside Farm Market. Cũng bán đầy đủ trái cây, nho, bơm, rau, chuối, dâu, dâu nè. Ba đồng hộp, ok. Dâu, blueberry, thơm, đủ loại. Mình đi trễ người ta hay dọn từ từ cả nhà. Bữa nay đi trễ quá. Ở đây người ta dọn từ từ hết rồi. Đây, cam bỏ bán gỗ vậy, vài đồng nè cả nhà. Bán rẻ lắm nha. Người đẹp Bình Dương mua. Nè cái này là măng tây nè. Cũng ok. Được. Đây là măng tây. Măng tây. Đây là cái bắp cải non nè, nấu súp ngon nè, dưa leo nè. Bầu bí, ớt chuông nè. Dưa một cái nha. Đậu que nè, đó, người đẹp Bình Dương mua măng tây. Đây là củ hành, là khoai lang tây. Người đẹp mua. Bên đây là bán vỏ sắt, quần áo. Chợ Hòa Bình quận 5 nhìn thấy bữa nay vui vui nha cả nhà, nhưng mà sập tối rồi vẫn còn bán cả nhà ơi. Bắp cải nè, local cabbage 3 đồng một bắp. Đây 3 đồng một bắp nha, để giá đó thích mua. Đây măng tây đầy luôn nè. Măng tây nè đó, cả nhà thấy măng tây ngon không? Măng tây này ăn tốt cho thận lắm nha cả nhà. Ăn nè, ăn lệ tiểu nè. Xào thịt bò cũng ngon nè. Ôi, củ hành nè. Bông cải nè. Bông cải xanh. À, to là 1 đồng đó. Vậy là 1 đô cả nhà. Nó bỏ vậy nè. Đó, à, to là 1 đồng. Ok, người để Bình Dương. Cái này ở dollar, right? Ask him. Ask him. $1, right? Cái này 1 đồng á, cả nhà. Măng tây á. Xào thịt bò ngon à. Ok, người đẹp lấy tiếp luôn. $2, right? Ok, hai cái 2 đồng. Đây là cải giòn nè. Ôi, đông vui cả nhà ơi. Bữa nay mình đi chợ à, đi sớm hả là đông dữ lắm. Bây giờ họ dọn hàng từ từ hết này. Đó, họ dọn vô từ từ. Cũng còn khoảng nửa tiếng nữa là họ dọn sạch hết cả nhà. Mình đi trễ rồi thôi, có gì mua đó. Mua mấy bọc luôn nè. Đó, thấy chưa, sách luôn, nặng lắm ha. Đây, dâu tây nè. Hộp. How about strawberry? How much strawberry is it? $5 for whole flat. Blueberry. Yeah. Mấy đồng? Một đồng rồi nè. 2 đồng một hộp blueberry. Đây là trap and sweet trap and food. Thanh long. Cà tím. Nho. Chú
chuối luôn, bán đây ở trong chợ nó còn nha, trong nhà chợ Hòa Bình bữa nay cũng còn vui vui ha. À, bên kia chuối. À, chuối đây, chuối là cái nhà. À, đẹp mà, mua chuối nè. Giờ này cả nhà biết ở bên Mỹ này mấy giờ chưa? 7 giờ rưỡi rồi đó cả nhà. Nó vô xuân rồi, 7 giờ rưỡi mà vẫn còn sáng nè cả nhà nha, 7 giờ rưỡi tối nha. Đó, à, vẫn còn sáng á. Bắt đầu hè nó 9 giờ nó trời nó vẫn còn sáng luôn á. Bây giờ nó mới bước vô xuân thôi, 7 rưỡi tối nè, nó vẫn còn trời sáng sáng nè. Thêm một tháng nữa là trời sáng chân luôn á, ngày dài hơn đêm. Cherry nè, cherry nó bán là 2 đồng 49 một phao, là 450 cà gam là $2.50 một phao, là 450 cà gam là $2.50. Nho là cái nhà, nho là cả nhà biết nhiêu không? Có $1 một bịch thôi nè cả nhà đó. Mua nghĩa nho có $1 một bịch nha cả nhà, ăn má nhẫn ra luôn. Đó, người đẹp lựa ra $1 là quất nhiều luôn. Yeah, lấy cái vui không cả nhà? Bây giờ lên đèn rồi nha cả nhà, gần 8 giờ tối rồi đó, bắt đầu lên đèn nè, trời vẫn còn sáng nè. À, vẫn còn sáng chân nha. Oh, yeah. Người đẹp mua tới 3-4 bịch luôn. À, blueberry nè, bao nhiêu hộp em? $1 một hộp nha cả nhà, $1 nè. Trái này ăn tốt cho sức khỏe, cho nhà healthy nè. Người đẹp chơi file luôn. Blueberry so good cả nhà. Blueberry $1 một luôn. À, dâu nè, $1 một hộp luôn nha. Ăn má nhận không ra luôn á. Thấy không? Ok, anh hấp chưa? 7 mấy? À, $1 ăn tới bến luôn. Người đẹp mua trả giá. Người đẹp đang mua trả giá nè. À, nó nói 3 đồng bịch, người đẹp trả 2 đồng không? Người đẹp trả 2 đồng. Nó cho mình trả giá cả nhà, vui lắm. Bán vậy trả giá giống bên Việt Nam, vui thấy mồ luôn. Ok, sách bọc bọc rồi cả nhà ơi. À, nè, ui, sách nặng luôn. Ui, người đẹp sách 2 bọc nhỏ phụ thôi. Đó, giờ lên đèn rồi cả nhà nha. Nhưng mà ta cũng dọn hết rồi. Mấy quần áo này ta còn bán hơi trễ trễ chút xíu thôi. Nhà mấy hàng trái cây, rau, quả rồi người ta dọn hết rồi đó. Chợ ngoài đường vậy nè. Đó, gian hàng bán nón, cờ Mỹ. Ở đây là tiệm bán bánh mì kẹp, bánh mì hot dog, bánh mì sandwich đồ cũng có hết nha cả nhà. Được, phải bỏ ra bãi đậu xe nha cả nhà. Rồi, bỏ vô khớp luôn. Ây da, nặng quá. Đó, cả nhà thấy không? Mua mão nè, bán rẻ lắm nha. Đi chợ phải đi vậy đó. Ok, đi chợ Hòa Bình quận 5 về cả nhà. Đó, bây giờ chở người để Bình Dương về nha cả nhà nha. Rồi dở ra cho cả nhà xem mua cái gì vậy nha. Cả nhà ơi, mới đi chợ về nè. Ui trời ơi, nho nè. Ui, nho đen, nho xanh gì cũng có. Blueberry này ăn chống lão quá nè cả nhà. Dâu này là ăn giảm cân nè. Đó, ai mỡ dư thừa bụng là ăn dâu mỗi ngày ăn hộp nè, là giảm cân nha. Đây, măng tây nè, xào thịt bò nè, xào tỏi hay xào thịt bò cũng ngon nè, hay là ăn sống cũng ngon nè, nghe cả nhà, ăn sống chấm nước tương nha. Úi trời,
Đây là bông cải rồi. Ui, đây là thơm nè. Chuối nè. Đó. Đây là khoai lang tây nè. Đó. Người để mình viên mua tới 4 lòng bó luôn, 6 bó măng tây luôn. Rồi, đậu que nè các nhà ơi. Trời ơi. Đậu que. Đó, còn đó là gì nữa? Tiếp tục còn này. Cái này là khoai lang tây nè các nhà. Ô nè. Ồ, blueberry nè, ăn chống lão quá. Ăn tới bến rồi các nhà. Nho loại nho đen nè, mini nho đen nè. À. Ô đó, đi chợ chưa mão hết nha cả nhà. Cho nó bán rẻ. Chợ Hòa Bình quận 5 nha. Lâu lâu đi chợ Hòa Bình quận 5 cũng vui cả nhà ơi. Ok, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thanh Tùng nha. Bye bye.